Tên tôi là Nathan, tôi là một nhà quay phim, nhiếp ảnh và là người sáng tạo nội dung tại Miami, Florida. Con trai tôi sinh ngày 3 tháng 3 năm 2020 vào lúc 11 giờ 57 tối, tại thời điểm đại dịch virus corona đang hoành hành khắp thế giới. Tôi từng làm việc cho một tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành khách sạn tại Miami, rồi sau đó bị cho nghỉ việc cùng với hàng trăm nhân viên khác. Mọi thứ giờ đang rất bấp bênh, thật đáng sợ. Gánh nặng đó đè chặt lên hai vai của vợ chồng tôi. Đây là cách mà chúng tôi đi chợ thời gian này. Tôi không biết nữa, có rất nhiều thông tin trái chiều ngoài kia. Nhưng dù làm thế này có ích hay không, thì tôi cũng phải nghĩ ra một cách gì đó. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi lúc này rõ ràng là việc đẩy con mình vào tình thế nguy hiểm. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải đảm bảo rằng mình và vợ không mắc bệnh. Still no toilet paper. Vậy nên chúng tôi phải rất đề phòng, tuân theo tất cả các chỉ dẫn và chủ yếu chỉ loanh quanh trong nhà. Mối bận tâm lớn nhất hiện nay của chúng tôi đó chính là làm sao để không bị ốm. Điều cốt yếu là chúng tôi phải khỏe mạnh. Anh chị vợ, họ hàng, cô dì, chú bác, tất cả mọi người đều chưa ai tận mắt gặp con tôi. Vì thế nên chúng tôi phải chia sẻ hình ảnh của thằng nhóc qua FaceTime. So we're basically sharing through FaceTime. Hi. How are you guys? Good. Yeah, he was sleeping all day today. All day. Well, maybe tonight you won't get by with. That's what I thought. High five. Oh, no. I just wished I could hold him a little bit. I know. He's so. At least we have it. Ít nhất chúng tôi còn có cậu bé này, ít nhất chúng tôi còn có thể dành thời gian cho gia đình và bạn bè, ngay cả khi không được gặp mặt trực tiếp. Mỗi ngày tôi dành 2 tiếng để tìm việc, nhưng giờ tình hình rất khó khăn. Tôi vẫn lạc quan và hy vọng sẽ sớm được đi làm trở lại. Thực tình thì tôi cảm thấy biết ơn khi mình có thể dành một vài tuần, thậm chí là vài tháng quan trọng với con trai của mình. Đó là một cơ hội mà thực tình tôi từng không dám nghĩ tới. Đó quả là một đặc ân. I honestly didn't think I was gonna have. So that has truly been a blessing.